Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm cái clip để dựng hai đôi full 40 này cho một bác khách. Và cái cấu hình ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến tất cả các bác cái cấu hình loa nó chất như nào và bát tép của nó. Bên em là bên bán linh kiện, vỏ thùng, bát tép phân tần, là nhà em là cấp buôn xỉ lẻ toàn quốc. Còn đây là em đang lên cho một bác khách với cấu hình này, là cho một không gian lớn có cái tiếng bass và tiếng ca cực kỳ tốt. Và hôm nay thì em Tùng Nguyễn Audio sẽ làm video để giới thiệu về cái cấu hình của loa. Loa này là loa full 40 và đây là bass tép năng lượng em đang lộn ngược lên. Khi hoàn thiện thành thùng thì sẽ có một cái tấm lưới sắt che ở mặt thùng như này. Đấy, và thùng đang được nằm ra. Đây các bác xem nhé. Bát tép của JBL và loại bát 40 từ 19/76. Loại này là bát 40 JBL 076, loại chất lượng cao, bích dày. Tép cũng bích dày và loại hàng công suất lớn. Bát 40 từ 19/76 mang thương hiệu là JBL. Tất cả các loại loa JBL, không có một loại loa nào là loa chính hãng. Còn đâu, em không quan tâm đến loa nhập, loa nhiếc gì đâu, mà đây là loa dựng của em. Tất cả các loại loa đều là sản phẩm mang thương hiệu JBL. Ví dụ như JBL, Martin, RCF đều là những dòng mang thương hiệu. Ví dụ như BMLG, The Well thì đấy những dòng chính hãng công ty China. Còn đây nó cũng đều là sản phẩm của China, nhưng hàng cao cấp của công ty, và nó là mang thương hiệu các bác nhé. Và các bác hãy để ý đến các cái dòng màng bích tê lỗ của nó. Dòng bát này của em khẳng định nó là hàng cao cấp, vì bích tê lỗ của nó là hàng cực kỳ cao cấp. Xương của nó 8 xương. Bích tê lỗ của nó rất là dày. Kẹp lỗ, kẹp tê từ 19/76. Dòng bát này mà đánh sự kiện, sân trường, nhà văn hóa, sự kiện, đánh tiếng của nó cực kỳ hay. Bát 40 này là bát 40 hàng chất lượng cao của bên em. Đấy. Màng của loa là gân vải thẩm dầu, là 3 gân màng màu đen. Đây là cặp bát các bác được xem bích tê lỗ của nó. Nhìn cái củ bát này nó rất giống các cái dòng bàng bãi chưa ạ? Nhìn bích tê lỗ của nó dày, tiếng của nó hay lắm các bác nhé. Và cái củ tép thì các bác đừng bao giờ quan tâm đến cái nắp nhôm hay nắp nhựa, mà quan tâm đến cho em thứ nhất là côn ở bên trong, và thứ hai là linh kiện để làm nên củ tép. Bích tê lỗ của củ tép cực kỳ dày. Đấy, từ 170/75 tép JBL. Và các bác nhé, các bác mua tép này của em, các bác yên tâm là em có côn nhé. Nhiều bác khách bảo là cái côn tép nó như này, nó khó mua côn ở trên thị trường. Khi các bác bị cháy tép, các bác điện đến cho Tùng Nguyễn Audio, Tùng Nguyễn gửi bưu điện cho tất cả các bác côn tép của JBL 750, từ 170 và côn 75. Đây là ma trận ở bên trong, nó có một cái giá để đỡ tép, và phễu của nó là cao 23, dài 34. Cao 23 và dài 34 các bác nhé. Cao 23, dài 34. Đấy. Mẫu này thì là mẫu bánh sự kiện. Nói chung là hàng khiêng đi khiêng lại, nên em dựng cái mẫu vỏ của nó, là vỏ của nó là vỏ gỗ dán. Vỏ gỗ dán dày đủ phân tán. Vỏ gỗ dán dày đủ phân tán, rất là cứng, cáp để anh em bê đi nặng 40 nặng mà nó phải xách hai tay xách ở hai bên. Đây này, ở đây có hai cái tay xách. 40 mà không có tay xách thì không thể nào mà ôm được các bác nhé, phải có tay xách. JBL 715, hai ống thông hơi ở dưới đáy. Phân tần của nó là của BL và chạy 1, 2, 3 con trở nhôm màu tím. Bảng mạch của nó dài và phân tần này cho ra tiếng cực kỳ tốt. Phân tần có mã là tím 2. Em có bắn mút trứng ở xung quanh thùng, giúp cho tiêu âm khi chống đập vào thùng thì nó không đập thẳng vào gỗ, mà nó sẽ có các cái mút trứng này để tiêu âm. Đấy, giống như các cái phòng hạng người ta còn cách âm bằng cái mút trứng đấy. Và thì hôm nay em giới thiệu đến cái cặp loa như này. Thì cái dòng này mà dùng gia đình thì tiếng hát của nó cực kỳ tuyệt vời, bát của nó xịn, chất tiếng của nó hay. Với cái cặp loa của thành phẩm mà em đang giao cho tất cả các bác 7,6 triệu đôi loa này, mà là loa dựng, tiếng của nó em bao hay, bao chất lượng cho tất cả các bác khách hàng. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio review hai đôi loa này. Các bác có nhu cầu mua bát, mua tép, mua phân tần về để thay vào các cấu hình thùng loa của nhà mình bị hỏng, thì anh liên hệ trực tiếp cho Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng, nhận hàng, được kiểm tra và thanh toàn tiền. Và hôm nay Tùng Nguyễn Audio xin chào, hẹn các bác trong cái clip mới nhất nha.